Đây là 4 quyền lợi mà lần đầu tiên người tiêu dùng Việt Nam có được sau khi Apple Store mở cửa trực tuyến tại Việt Nam vào tuần sau. Thứ nhất là anh em có thể mua được những phiên bản tùy biến của những thiết bị, ví dụ như là MacBook hay là Mac Mini, tùy theo nhu cầu của mình. Một điều mà nếu mà anh em mua hàng chính hãng tại Việt Nam thời điểm bây giờ nhá, không bao giờ có luôn. Ngoài ra, với mấy món phụ kiện như là AirTag hay là AirPods, anh em còn có thể khắc tên hoặc là khắc một cái emoji bất kỳ gì đấy, tên người yêu cũ hay là người yêu mới, thoải mái đi, nhưng cũng tốn thêm một khoản đấy. Thứ hai là anh em sẽ có quyền lợi mua hàng sớm hơn so với mọi năm. Thế nhưng nếu mà Apple Store có mặt ở Việt Nam thì ngay từ lúc mà Apple công bố sản phẩm mới là anh em đã có thể bắt đầu đặt mua được rồi. Cái thời gian nó sẽ rút ngắn đi đáng kể anh em ạ. Không cần phải qua Sing hay là qua Thái mua làm gì đâu, cho mệt người. Thứ ba là anh em có thể mua được rất nhiều món đồ khác của Apple. Anh em có thể mua pin dự phòng này, mua bút bi, mua áo, rất rất nhiều món. Tuần sau là Apple Store đã bắt đầu mở Việt Nam rồi. Anh em có trông đợi gì không?